Hello guys, xin chào mọi người. Hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho mọi người 8 cụm từ mà chúng ta thường sử dụng khi giao tiếp hoặc là khi mà chúng ta đi tán chuyện. Cụm đầu tiên Phương muốn chia sẻ cho mọi người là cụm Oh my god, so. Thì cái cụm Oh my god, so sau nó sẽ là một cái cụm từ, một cái mệnh đề để chúng ta tiếp tục kể cái câu chuyện mà chúng ta muốn kể. Cái câu này sử dụng khi mà chúng ta muốn kể cho ai đó một câu chuyện gì đó mới, một cái tin hot, hoặc là muốn tán chuyện một cái tin tức của ai đó mà bạn muốn kể cho người bạn của bạn và bạn rất là hào hứng. Oh my god, so for example, oh my god, so I have to tell you I saw my ex-boyfriend this morning. Tôi phải kể bạn chuyện này là sáng nay tôi gặp bạn trai cũ của tôi ở cái shopping mall. Oh my god, I see my crush at the shopping mall. Trời ơi, tôi gặp crush của tôi ở cái shopping mall. Oh my god, I have to tell you about the guys I saw this morning. He's so handsome. Cụm tiếp theo Phương muốn chia sẻ là cụm You won't believe what happened to me the other day. Thì cái cụm này sử dụng khi mà một điều gì đó xảy đến với bạn và bạn cảm thấy rất là hào hứng và bạn tin chắc rằng cái tin tức này khi mà bạn kể cho người nghe thì họ sẽ rất là hào hứng và họ rất là mong chờ, và bởi vì nó là một cái tin tức rất là hào hứng nên là cái ngữ điệu của nó sẽ rất là nhanh và ngắn. You won't believe what happened to me the other day. Hoặc bạn có thể bỏ the other day thành You won't believe what happened to me. Hoặc là bạn có thể thêm những cái thay cái the other day thành You won't believe what happened to me this week. You won't believe what happened to me last night. You won't believe what happened to me last month, last year. Đó, bạn có thể thay đổi cái cụm mà chỉ thời gian như vậy. Rồi, for example, you won't believe what happened to me. I ran into my ex-boyfriend last night. Bạn không tin được đâu, tôi vừa mới gặp bạn trai cũ. You won't believe what happened to me last week. I just got a new car. You won't believe what happened to me. I win a lottery. Just kidding. Cụm tiếp theo Phương muốn chia sẻ là cụm guess what. Cụm này sử dụng khi mà bạn muốn cái người nghe hoặc là người đối diện tham gia vào câu chuyện của bạn đón cái ý mà bạn sắp sửa sẽ kể. Thỉnh thoảng thì người nghe họ sẽ đón cái câu chuyện của bạn hoặc là họ chỉ trả lời là what. Và thường thì họ sẽ nói what. For example, guess what? I just quit my job. Guess what? I just bought a new house. Guess what? I just see my ex-boyfriend with a new girl I haven't seen before. Tôi mới gặp bạn trai cũ với một cô gái mà tôi chưa từng thấy trước đó. Ủa, có lý mà ta? Bạn gái mới của anh ấy sao mình biết được? Or for example, another example. Or guess what? Susan will get married this month. Cụm tiếp theo là cụm I haven't told you about this yet. Cụm này sử dụng khi mà bạn đã kể câu chuyện này để với một số người hoặc là với nhiều người rồi, nhưng mà đối với người bạn mà bạn đang muốn kể thì bạn lại quên chưa kể và bây giờ bạn sẽ sắp sửa kể. For example, I haven't told you about this yet. Anna is going to go to USA this month. I haven't told you about this yet. I saw your boyfriend out for dinner with a pretty girl last night. I haven't told you about this yet. ABC Comedies will bankrupt next month. Cụm tiếp theo Phương muốn chia sẻ là cụm the other day. Cụm này sử dụng khi mà bạn muốn kể một cái việc gì đã xảy ra trong quá khứ, không phải ở thời điểm hiện tại. Nó có nghĩa là hôm trước hay là bữa trước gì đó. For example, the other day I was sitting at the coffee shop and a handsome guy came to me and asked me out for dinner. So the other day I was in the car and I saw my ex-boyfriend with a new girl. Cụm tiếp theo là cụm have you heard about. Cụm này sử dụng để các bạn muốn hỏi thông tin về một ai đó, một cái vật gì đó hoặc là một cái việc gì đó. Have you heard about a new boss? Have you heard about new iPhone? Have you heard about new coworker?
Cụm tiếp theo là cụm what's up with someone. Cụm này sử dụng khi mà bạn thấy một ai đó đang có một chuyện buồn hoặc là không vui hay là đang tức giận hoặc là một cái có một cái cảm xúc tiêu cực nào đó và bạn muốn hỏi là đã có chuyện gì xảy ra, mình sẽ dùng cụm từ là what's up with someone. Mình sẽ nói qua luôn what's up with someone. What's up with your sisters? She seems really upset. What's up with your dogs? Why she sleeps all day? What's up with your boss? Why he's so stressed? Và bên cạnh đó nó có một cái cụm là what's up để chúng ta chào ai đó. What's up? Hello. Giống như là hello thì nó sẽ khác với cái cụm này một xíu. Cái này là what's up with someone là để hỏi ai đó đang có một cái việc gì đó. Cụm tiếp theo là cụm have you heard from someone lately. Cụm này sử dụng khi mà các bạn muốn hỏi thông tin về một ai đó mà lâu nay bạn không gặp, hoặc là bạn muốn hỏi lại thông tin mà ai đó bạn lâu quá không gặp và bạn muốn liên lạc lại. Have you heard from Ted lately? I haven't seen him. Have you heard about your brother? I want to contact with him. Hoặc là bạn sử dụng khi mà bạn muốn quan tâm ai đó nhưng mà bạn không muốn hỏi trực tiếp mà bạn hỏi gián tiếp qua một người bạn. For example, have you heard from Ted lately? It seems he's really busy.